私はもう大丈夫ですよ。艦長のために戦います。Ok, hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của kênh Tiến Mô 369. Chúc các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Ok, tiếp tục là Honkai Impact 3. Nói chung là bấy lâu nay không ra clip nhiều. Hôm nay mình sẽ cố gắng ra thật nhiều video nữa để cho các bạn. Ok. What the fuck, vừa vào cái gì đây? Nóng quá. Sự cầm điện thoại rất khó anh em ạ. Ok, hôm nay mình sẽ chơi một cái phần có tên là Pin Điên Sử nha anh em ơi. Sau khi nghe ước mơ của bọn ta, mẹ rất xúc động. Không, ta đồng ý. Không biết chữ phần này có lắc không vậy? Ok, hôm nay mình đang thử một cái nhân vật nào mới anh em ơi. Không biết nhân vật nào đây. Wow, cũng kinh phết. Mọi người, wow, hình như mà cái này là cặp đôi song sinh nào đây? Nhân vật mới anh em ơi, kinh phết. Giờ đâu đây? Wow, nhìn đánh rất đẹp mắt anh em ơi, bài chữ thật. Cái này mình đang chơi trong phần cốt truyện Pin Điên Sử nha. Niêm Pin Sử chứ, phải không? Bữa trước người đã chơi hồi cái hồi ức vĩnh viễn rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục theo phần cốt truyện này. Mọi người, đi chú lên. Ôi cái gì đây? Sao mạnh vậy? Ê từ từ bạn ơi. Vãi cả trưởng. Thì chiếu lên. Kìa. Nhìn đấy nè, nhìn nó đánh đẹp mắt vậy. Tụi người, thì chiếu lên. Này sao boss trâu thế? Nói chung là mình chơi game này cũng không giỏi lắm anh em ơi. Nên là các bạn xem các bạn thông cảm nha. Nói chung là những video mình làm chỉ mục đích cũng chỉ để cho vui thôi. Còn là mình làm Honkai này chỉ theo phần cốt truyện chính thôi, chứ không có chỉ dẫn chỉ giết hết nha.
What the fuck, cái quái gì vậy? Hình như nó hơi lắc nhỉ. Hình như nó hơi lắc hay sao ta? Vậy chữ thật. Chơi chơi cảm thấy lắc lắc sao á. Chắc phải giảm đồ họa xuống rồi. Mệt quá chứ. Trong khi điện thoại mình có cứ nó đề cử là sẽ đồ họa cao. Ok không sao, vẫn tiếp tục chơi thôi. Nói chung là phải lên level 32 mới có thể chơi tiếp được cái chương 4 được. Mi, nét mặt tự tin này, hình tượng hoàn hảo này, đây là nữ chính rồi nhỉ? Không được, không được từ bỏ, cố lên, Rosalia. Cha, ở trong ngục hãy phù hộ cho con xuôi chèo mát mái, what the fuck. Nếu được thành nữ chính, Mi sẽ chấn hưng được danh dự cho danh môn nghề diễn gia tộc Lôi Điện. À, Lôi Điện chứ. Bị hố rồi, đại tiểu thư danh môn nghề diễn, đối thủ này hoàn toàn không thắng rồi. Ô phắc, cái này đi đâu đây? Ô phát đi đâu anh em ơi? Cái gì vậy? Sao ông có chỉ dẫn chị dứt vé vậy? Đi đâu? Rồi, chơi game này mò chết thật anh em ơi. Nói chuyện con này hả? À, Rosalia, chị Borodina cũng tới kìa. Đồ xấu xa. Cũng giấu mẹ mà chạy tới tham gia thi đấu. Nhưng thuộc tính 3-0 của cô ấy như vậy sao có thể được làm chọn nữ chính? À, Rosalia và Lita. À, Lilia, lẽ nào mẹ Cocolia phát hiện Borodina trốn đi rồi? Đây là khẩu lệnh chị Borodina mới học sao? Chị Borodina lại không mang theo thỏ áo giáp. Vù vù, chủ động là bỏ ký hiệu thiếu nữ robot. Xem ra chẳng khả năng thắng chúng ta rồi. Xem ra khả năng thắng của chúng ta cao hơn chút rồi. Ok. Hơi tự tin anh bạn ơi. Em ơi, đây nói chuyện hai con này hả? Người có mái tóc rối như hai gì với tóc hai bím tóc đỏ kia nhìn biết ngay là màu sắc ít hoạt động. Sao ta cảm giác chưa từng thấy hai người trong đó sách lịch sử, ta nhớ nhầm sao? Ta lại nghe lời Wes tới tham gia event vô vị này. Ổ quả, nếu ta làm nữ chính nhất định sẽ thuyết phục bên đầu tư đổi thành kiểu hai nhân vật chính. What the fuck, tên phim đổi thành nhà khoa học điên in tên là quái vật sao? Đồ ngốc, là biệt đội tìm kiếm hai người mà. Màu đỏ kết hợp màu xanh lam, nguyên khí kết hợp 3-0. Hai người này cũng quá trùng hợp với chúng ta rồi nhỉ. Không phải lo, nói về độ tuổi thì họ không phải là đối thủ của chúng ta. Ôi trời ơi, phải chứng thật. Trời đâu nữa anh em ơi. Nói chuyện ai nữa, nói đại đi. Người phụ nữ này tuổi thì như tương đương với mẹ Cocolia. Tuổi này mà cũng đòi được tham gia, mà cũng được tham gia sao? Himeko, à ui nóng quá, uống một muốn uống một cốc.
Nghe nói cuộc thi này đã được định sẵn kết quả rồi. Phu hua. Hai ta còn ở đây chịu tội còn ý nghĩa gì không? Nghe nói những thí sinh tham gia lần này cũng có tỷ lệ cao được chọn vài vai khác. Không phải Himeko cũng muốn thoát khỏi sự nghiệp dạy học khô khan sao? Giờ chính là lúc đấy. Này Lita Lilia, đây không phải là chọn nữ chính sao? Sao lại có con trai tới tham gia? What? Rosalia, ta nhớ đây là người nữ đóng vai nam hàng đầu trong đoàn ca kịch. What the fuck? Nhìn hài vãi chưởng. Má ghèm đúng rồi. Đâu, con này nữa hả? Còn người trang điểm thành hậu gái kia không phải là nhân viên vệ sinh hội trường ở đấy chứ? Cô ấy nhìn sang kìa. Thật là cảnh giác. Ủa rồi như thế nào? What the fuck? 3, 2, 1, 0. Hết giờ hả? Kiana đây rồi, what the fuck? Kiana sang mặc đồ gì trong cái kia? Phù, cũng may cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Người này tới đây làm gì? Tham gia điền kiến sao? Tới nhầm chỗ rồi. Vãi trưởng. Thưa các bạn thí sinh, cuộc thi sắp bắt đầu. Mời chuẩn bị tiến vào sân khấu. Ok. Ok. Vãi trưởng thật. Được đánh giá là B, vãi trưởng thật. Nói chung là xuất video ra là làm xong bắt đầu chỉnh sửa hay thêm phần HD nữa. Titan, Titan, đâu? Ây da, robot à? Robot, đánh đầu đây em ơi. Ui, máu trâu vậy. Ơ, cái choáng rồi, what the fuck? Đi bạn, đi chiếu lên. Ui. Đội người xem ra đây. Nhìn nè, cặp đôi song sinh này đánh đãi chứ. Hoài, bị choáng hoài thế bạn ơi. Ui, sao hết máu tươi rồi. Ui, tôi ui, sao mạnh vậy. Ơi, từ bạn ơi. Ui, sao mạnh như vậy. Ta tới đây, ta không thua đâu. Má thốn vãi chưởng. Ôi ngươi. What the fuck? Chết một người rồi. Đáng ghét. Thằng robot này. Có máu không anh ơi? Cái này phải né liên tục anh ơi. Chứ chơi cái này khó quá. Rồi robot trâu thế. Robot trâu với tao hả? Trâu với tao hả? Bị đánh rồi. Chào ba mày, sao mày trâu thế. Chạy đi robot ơi, sao mày dai vậy? Ôi, làm yếu quá. Chết đi.
Này thì dai với tao hả? Tiến sĩ Tesla, sức chiến đấu của robot vẫn có khả năng tăng mà. Hay là chúng ta đang sang thuộc cuộc thi bên cạnh thử đi. Vai diễn như kiểu như nhóm hai người cũng rất tiện thành. Hai nhóm khoa học rất tiện thành. Ta không muốn diễn quá nhân khoa học nữa rồi. Một lần cũng được. Ít nhất là hãy để ta diễn vai một cô gái chuyên nghiệp mạnh mẽ, nhiệt tình một lần đi. Ví dụ như nữ ma đầu mặc chiến phục màu trắng hay gì đó. What? Ta muốn diễn vai CEO của tập đoàn lớn dùng khoa học kỹ thuật cao nghiên cứu thế giới, cùng liếc mắt đưa tình với nữ gián điệp phản diện. Lời nói lời thoại cực ngầu rồi phá hỏng robot của phiên bản bên phiên bản diện. Phá trục phát phản diện à? Vội quá má, đọc tùm lum la hết má, khó chịu quá anh em ơi. Ta không muốn nói kiểu loại buồn bã như ta sẽ trở về nữa. Ok, chơi thêm ván nữa nghỉ anh em ơi. Phần cốt truyện này không biết mình chơi sẽ được cái gì nhỉ? Ồ, quay tôi vừa vào đấu với ai đây? Ôi, chưa gì hết máu rồi. Cái gì ghê vậy? Ơi, từ từ. Ôi. Ui, né được rồi. Ơi. Đáng ghét, tao không thua đâu. Chưởng mặt hả? Chạy chứ đã. Phải chưởng thật. Bữa xong lướt qua lướt lại được. Ui, sao mạnh vậy? Phật, nghỉ. Không chơi nữa. Phải trưởng thật đánh thốn như vậy. Phải đây. Ui, né được rồi. Chịu lên. Ui. Vậy từ. Ui, phải chữ thật. Ôi, từ từ bạn ơi. Vãi, nó mạnh kìa.